Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Từ trường vui vẻ, rất tốt cho mọi người, trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 6 tháng 8 năm 2015. Cảm ơn quý vị. Hôm qua tôi có nói về bát quan trai giới. Nhớ không? Ngay tại đây. Vậy quý vị đã nghe rồi phải không? Ngay tại đây. Nhưng tôi phải nói rằng quý vị không cần phải làm vậy suốt đời. Ví dụ như nếu mình có trước kia chư Phật và tăng đoàn, nghĩa là các tỳ kheo, mỗi ngày chỉ ăn một lần, vì họ cần phải đi ra ngoài cả buổi sáng để khất thực, và rồi về nhà cần phải chia nhau, cần phải ăn. Có rất nhiều người. Phật có khoảng 500.000 người hoặc hàng ngàn tăng chúng cùng một lúc. Vậy hãy tưởng tượng khu nhà vệ sinh. Họ phải đi đánh răng và đi đến phòng tắm rồi rửa chén, làm vệ sinh cá nhân trước khi đi, và có lẽ nghỉ ngơi một chút để tiêu hóa trước, rồi phải tập hợp lại tọa thiền, rồi nghe Đức Phật giảng kinh mỗi khi Ngài sẵn sàng. Nên dĩ nhiên, mỗi ngày một bữa cũng là luật của chủ yếu chỉ dành cho người xuất gia. Tưởng tượng coi, nếu mỗi ngày 3 bữa hay mỗi ngày 2 bữa như thế, vào thời đó nơi vệ sinh hay phòng tắm không thuận tiện cho lắm. Họ không có nhiều nước, họ chỉ đào giếng để lấy nước hay gì đó. Thông thường Đức Phật đưa ra luật đó dành cho những lúc bế quan nào đó thôi. Đó là bởi vì tất cả tăng ni, nhất là khi bế quan, dù sao trong thời Đức Phật, tất cả họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa, đúng vậy. Và các nhà sư tiểu thừa, mặc dù họ ăn thịt, nhưng họ chỉ ăn ngày một bữa. Họ đi ra ngoài khất thực, có gì thì họ ăn nấy. Sau giờ ngọ, họ không ăn nữa. Bắt đầu như buổi học kinh, cử thiền, hay mấy việc khác. Bằng không thì cả ngày chỉ có nấu rồi ăn. Người xuất gia thì không được sở hữu gì cả. Thành ra họ đâu có son nồi để nấu bất cứ thuốc men hoặc thứ gì họ cần. Họ chỉ được giữ 7 ngày thôi, và nếu họ cần thêm thuốc thì có lẽ phải thông báo cho tăng đoàn rằng tôi còn cần nữa, vì có lẽ người xuất gia kế tiếp sẽ cần, hoặc thuốc có thể tiếp tục một thời gian. Cho nên bát quan trai giới chỉ dành cho các kỳ bế quan nào đó thôi, nhưng năm giới họ luôn luôn phải trì. Và nếu thí dụ như mình tự bế quan và nguyện giữ mỗi ngày một bữa để đơn giản hóa đời sống hay những điều như vậy, hoặc nếu chúng ta ở đây và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, giữ như vậy trong một tuần, tinh khiết, đơn giản, không hối tiếc, không tìm cách lẻn vào nhà bếp, thì có lẽ quý vị có thể ước điều mình muốn, như Đức Phật đã nói, nhưng phải tinh khiết, giữ tuyệt đối trong suốt thời gian mình nguyện đó. Và nếu quý vị nguyện trì giữ nó trong kỳ bế quan này một tuần, hai tuần, thì quý vị phải trì giữ. Dù chung quanh mọi người ăn uống, quý vị vẫn chỉ ăn ngày một bữa. Nhưng sau khi quý vị trở về nhà, thì đó lại là khác. Tôi đoán hai người họ thọ giới, nhưng rồi phải đi về nhà, và có lẽ bế quan ở nhà, hoặc bế quan rồi đi về nhà gần đó, và rồi ở nhà bị vợ kiềm chế, không cho ông giữ giới. Đó là vấn đề. Nhưng ông cũng giữ được vài giới, ông giữ được 7 giới kia, tôi đoán vậy. Cho nên mới sinh ra làm rồng. Có rất nhiều thần thông, có thể hiện ra thành người, có thể hiện thành người này người kia, và vẫn có thể gặp nhà vua. Tưởng tượng coi, nếu mình là bạn của nhà vua trước đó rồi, và nếu không phải là rồng, làm sao mình có thể
vào được cung điện đó, thậm chí làm sao mình nhớ tiền kiếp mình là bạn của nhà vua. Mới tới gần cổng là đã bị thị vệ đuổi mình đi rồi. Đừng lãng vãng quanh đây. Vậy nên, dù ông chỉ giữ 7 giới luật, ông cũng được phước báo từ đó, mặc dù ông đã phạm 1 giới. Cho nên, không phải như quý vị phải ăn ngày một bữa suốt đời. Nếu mình không muốn làm vậy thì cũng không sao. Nếu mình nguyện thì mình hãy giữ, vì điều đó tốt cho mình, trừ khi mình muốn sinh ra làm rồng thì hoan nghênh. Được rồi, bây giờ quý vị hiểu rồi. Bế quan, bát quan trai giới áp dụng cho khoảng thời gian nào đó thôi. Nếu họ đến đó bế quan với tăng đoàn trong 7 ngày, thí dụ vậy, thì họ phải giữ điều lệ, bởi vì tăng đoàn sẽ không đi ra ngoài khất thực thêm cho họ. Tôi đang nghĩ quý vị có muốn ăn mỗi ngày một bữa và rồi chúng ta cứ giữ như vậy trong một thời gian hay không? Quý vị có muốn như thế không? Hay là một số muốn, một số không? Đối với quý vị, hai bữa đã là ít lắm rồi, đúng không? Thôi, sao cũng được. Quý vị tu hành tốt, giữ năm giới, vậy cũng đủ cho quý vị sinh trên thiên đàng rồi ha. Có lẽ quý vị trở thành thần hoặc không phải thần ở đó. Dĩ nhiên, ở thiên đàng sung sướng gấp trăm hoặc gấp ngàn lần so với ở đây. Miễn là chúng ta được giải thoát là được rồi, phải không? Và đó là tôi đã hứa với quý vị, rằng quý vị sẽ không tái sinh ở nơi đau khổ nữa, trừ khi quý vị muốn, trừ khi quý vị bỏ giới luật và không thiền và cố tình phỉ báng minh sư và giáo lý và những điều như vậy. Nếu thế, quý vị phải trải qua một thời gian thanh tẩy ở địa ngục hay nơi nào đó tương tự. Nhưng nếu quý vị chỉ cần giữ năm giới, thiền ở nhà, thì quý vị sẽ không có vấn đề, không bị trở ngại để lên thiên đàng và tiếp tục lên cao hơn hoài hoài. Hiểu không? Dạ hiểu. Vậy thì cũng được. Ăn hai bữa có được hay không? Dạ được. Hai bữa được không? Dạ được. Không khổ hạnh quá chứ? Thưa không. Vậy được, được. Tốt. Hy vọng mấy chuyện này tạo cảm hứng cho quý vị và rồi giúp quý vị muốn tu hành tinh tấn hơn và giữ giới luật. Tôi chỉ muốn thế thôi. Tôi thật sự không yêu cầu điều gì đó quá mức hoặc chịu khổ cực về thể xác hay tinh thần bằng bất cứ cách nào. Nếu quý vị không quen ăn ngày một bữa thì quý vị ăn một bữa, nhưng suốt ngày cứ nghĩ tới bữa ăn kế tiếp thì cũng không tốt lắm. Trước đây tôi từng ăn ngày một bữa được mấy năm, cũng không sao. Đôi lúc dạ dày gây rắc rối, hay nếu mình đi ra ngoài mua sắm và thấy người khác ăn thì cũng cảm thấy hơi muốn ăn, nhưng có thể chịu được, không có gì thật sự là tệ. Nếu quý vị muốn thử thì thử ở nhà đi, hay có ai muốn thử chung ở đây thì giơ tay. Một người thôi. Dạ, chỉ một người. Không sao, hơi khó cho quý vị, vì họ nấu lúc 8 giờ sáng, đúng không? Bữa sáng, phải không? Cô chưa biết à? Mới đến hôm nay. Con mới đến hôm nay. Được, cô có thể làm vậy, nếu tự mình muốn. Còn mấy người kia, họ tiếp tục vui hưởng những gì ở đó. Thức ăn có ngon không? Dạ, ngon. Thật sao? Dạ. Tôi hỏi quý vị ăn giống thức ăn của tôi không? Họ nói dạ, gần giống như vậy. Giống nhiều hay giống ít? Dù sao tôi cũng không ăn bao nhiêu. Lúc nào tôi cũng dặn họ nấu ít lại. Nếu có nhiều thức ăn hơn thì tôi mời người khác ăn. Có khi mời người xuất gia, có khi đệ tử tại gia. Đồng thời cũng chia với chó của tôi. Ăn hai bữa được, đúng không? Dạ. Lát nữa tôi sẽ lên lầu đọc truyện cho quý vị nghe. Tôi không muốn đọc một nửa, một phần tư rồi lại lên lầu. Như thế ai cũng không nghe được trọn câu chuyện. Hôm nay có câu hỏi gì không? Cô mới đến à? Dạ, con đến hồi chiều. Hồi chiều ăn uống gì chưa?
con ăn món salad trộn. Ăn rồi tốt, chỉ ăn salad trộn rồi đợi đến ngày mai. Dạ không sao, thưa sư phụ. Không, không, tùy cô nhé. Dạ thật vậy, vì trời nóng quá. Nóng quá hả? Dạ thật nóng, nên cơ thể còn không cần, thế thì được. Ở Ấn Độ thường là thời tiết nóng, không có lạnh giá. Nơi Đức Phật ngự là một vùng cũng ấm áp. Tôi có tới đó, mùa đông không lạnh quá. Ba La Nại và có một anh ở Ấn Độ, anh ấy đi rồi ạ. Ba La Nại biết không, Lộc Uyển, những nơi này nóng, ấm áp quanh năm, không như Hy Mã Lạp Sơn này nọ, không như Rishikesh, nơi tôi từng thiền một thời gian. Rishikesh cũng chưa phải là vùng lạnh giá. Đi lên nữa, tới Gangotri, nơi mà đầu nguồn sông Hà, thì mới lạnh. Nơi đó lạnh quanh năm. Thậm chí khi mình đến đó vào tháng 5, có thể đi được rồi. Nhưng quân đội cần phải dọn tuyết. Và rồi tuyết vẫn còn dựng hai bên như bức tường màu trắng. Nhưng chỗ Đức Phật ngự, như tại Ba La Nại và Lộc Uyển, thì không lạnh lắm. Nếu ở trong nhà, thì mùa đông không lạnh. Hồi đó trời quá nóng, lúc tôi còn ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì quá nóng đối với tôi, trời nóng đến nỗi tôi bị sốt. Sau đó tôi suýt xỉu trước một ngôi chùa. Rồi một vị sư đưa tôi vào trong chăm sóc, tới khi tôi khỏe lại. Ông sờ trán tôi rồi nói, trời ơi, nóng quá, sốt rồi, và rồi ông đặt tôi trên giường và đặt cái chống mũi, loại không phải mùng, là mùng nhưng như có khung, giống như cái lều, thế là ông chỉ úp nó trên giường, không cần treo dây hay gì cả. Ông thật sự tốt, nóng đến mức, cho dù mình tắm, nó cũng là phỏng. Nước quá nóng, tôi không tắm được. Không phải tắm nước đun, không, không phải nước nóng, nóng từ trong ống nước. Và tôi đâu có biết, lúc đó tôi không biết, cho nên có lẽ mọi người ở đó chỉ tắm vào ban đêm thôi. Buổi chiều hay buổi sáng, tôi đâu có biết, tôi tắm vào buổi trưa, gần giữa trưa khoảng đó, và bị bỏng, vì vậy tôi phải ngừng. Phải lau sạch xà bông. Và rồi ngừng tắm trong chùa. Sau đó khi tôi trở về, khi tôi ở Formosa, tôi đã gửi một số thức ăn chay cho vị sư này. Ông ở trong chùa Tây Tạng, nhưng ông không ăn thịt, ông chỉ ăn chay thôi. Tôi nói, con ăn chay, không ăn thức ăn thầy nấu được, vì vậy xin đừng nấu cho con. Ông nói, không, không, tôi ăn chay. Và ông nói, ông ăn thuần chay, không phải ăn chay thôi. Nhưng ông không biết chữ thuần chay, cho nên không sao. Ông còn nói bằng tiếng Hoa nữa. Biết một chút tiếng Hoa, ông không biết hết tiếng Hoa. Tôi thật may mắn. Thậm chí ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi bị sốt một lần nữa bởi vì quá nóng. Nóng đến nỗi khi tôi đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đó hơi dốc vài chỗ và tôi không tài nào bước đi nổi. Tôi bước đi như rùa, như thế này, thật vậy. Đi một bước mà thấy như đeo cả 1,000 kg trên vai vậy đó. Và giống như đôi chân bị một lực nào đó kiềm chế làm mình không thể bước đi. Nhưng tôi đã đi được, chỉ là vô cùng, hết sức chậm. Tôi đi như thế này, giống như một bước. Và rồi, chờ lâu, một bước nữa, rồi 2 giây sau mới một bước nữa, không thể nào đi bình thường được, quá nóng. Lúc đó tôi đâu có biết, người bản địa khi có loại thời tiết như là tháng 4, tháng 5 hay tương tự mùa hè, họ không đi bộ bên ngoài vào buổi trưa. Họ chỉ hoạt động vào buổi sáng hay buổi tối thôi, lúc đó tôi không biết. Tôi chỉ muốn đến tỏ lòng tôn kính nơi Đức Phật ngự, thành ra chẳng có để ý, không nghĩ ngợi nhiều. Lúc đó còn trẻ, tôi nói rồi, tình thương làm mình mù quáng. Vì vậy, tôi đã cố đi tới những địa điểm hành hương khác nhau, chỉ để tỏ lòng tôn kính. Dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng những dãy núi và cây bồ đề
sẽ không ban cho mình điều gì cả. Lúc đó tôi cũng biết vậy rồi, cũng đã khai ngộ rồi. Tôi chỉ muốn tỏ lòng tôn kính, tượng trưng thôi, tượng trưng cho lòng thành kính và tạ ơn tất cả các vị minh sư đã hết lòng trải qua rất nhiều gian khổ để dạy những chúng sinh khác trước tôi, và phải chịu đựng biết bao đau khổ hay cái này cái kia trong một thế giới khó khăn như vậy. Do đó tôi đã đến mộ Chúa Giêsu. Người ta cho là vậy, họ nói vậy. Vì vậy tôi đi đến đó và tôi đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Lỡ như hai bên ganh tị, mình đâu biết được. Và rồi chỉ đến những địa điểm hành hương khác nhau. Và rồi tôi đi đến đầu nguồn sông Hàn. Ai biết được, lỡ như tôi còn tội lỗi gì thì cũng rửa ở đó luôn. Chỉ thử những thứ khác nhau. Tôi không có gì để làm ngoại trừ ngồi thiền và đi dạo trên rặng Hy Mã Lạp Sơn. Lúc đó không có gì khác để làm. Không phải chỉ trong sa mạc. Sa mạc là một lý do hợp lý. Mình vậy là may mắn rồi. Bây giờ có điện, có nước và có cái mái vòm bằng đất này rất mát mẻ. Tốt hơn hồi tôi ở đó. Dĩ nhiên mùa đông thì lạnh rồi. Khắp nơi đều lạnh. Ngay cả ở đây mùa đông cũng lạnh. Nhưng ngày nay không thể kiếm cớ được. Nếu lạnh thì mặc hai cái quần, hai cái áo khoác và có lò sưởi hoặc máy sưởi. Nếu có điện thì dùng máy sưởi, không thành vấn đề. Một số người, ngay cả người xuất gia từ Tây Hồ, họ đến và thậm chí ở gần bên tôi, và tôi cho họ một phòng có máy điều hòa. Máy này có thể chuyển sang máy sưởi. Nếu máy sưởi từ máy điều hòa bị hư thì có thể cắm điện lò sưởi. Tôi có lò sưởi đủ thứ. Mới đầu họ nói quá lạnh, rồi sau đó họ nói không quen, và rồi tôi không biết chuyện gì. Sau đó họ trở về Formosa. Người xuất gia lẽ ra là không có nhà. Nhưng Tây Hồ, tôi làm chỗ đó thoải mái quá bởi vì tôi thương họ. Và rồi mọi người không muốn rời Tây Hồ nữa, nên tôi mới không có nhiều người ở đây. Ở đây tôi bị bất lợi hơn. Nếu ở Formosa tôi có nhiều người hơn. Điểm chính là mọi người đều nói họ có thể xả bỏ mọi thứ và đi đến sa mạc hay gì đó, và rồi lại không làm được. Sa mạc cô đơn quá, không có gì ở đó ngoài chuột và canichen nhỏ, thỏ nhỏ. Rùa có thể sống được, nhà của rùa nặng như vậy mà còn sống được. Thậm chí rùa không ra khỏi nhà được, còn quý vị có thể ra vô nhà mình được. Thế thì may mắn hơn rùa rồi, phải không? Dạ phải, dạ phải. Thôi, tôi lên lầu. Bây giờ tôi biết rồi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ ở đó mãi mãi. Bây giờ còn có điện, nước nữa. Tôi sẽ ca hát. Nhiều nơi, tôi có khu núi riêng biệt này kia. Được ở đó, tôi rất vui sướng. Nhưng tôi không thể ở hoài một chỗ. Nhìn quý vị thì biết tại sao. Đừng hỏi tôi tại sao. Nhìn phía trước, phía sau, bên phải, bên trái xem thì sẽ biết tại sao. Quý vị không cần gọi tôi, không cần lên tận núi này xin tôi như Phạm Thiên Vương. Quý vị chỉ gửi thông điệp. Quá nhiều và rồi tôi chịu thua. Thôi bây giờ tôi lên lầu nha. Gặp quý vị sau. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Thật tốt, tôi biết. Nói quý vị rồi, trên núi một mình tôi vui hơn. Dù không điện, không nước, chỉ dựa vào nước mưa và nước mà người ta sử dụng để giặt quần áo. Ở đó tôi thật là hạnh phúc, rất bình dị, không gì quấy rầy đầu óc mình. Rất, rất tốt. Mình cảm thấy rất thư giãn. Và tôi thầm nhủ, cha ơi, sống như vậy mới đáng sống. Mặc dù tôi chỉ dựng một cái lều cho tôi và một cái cho chú chó lớn. Ba chú chó già kia thì ở trong nhà, loại nhà trang trại nhỏ, không hiện đại hay gì cả, gần giống như nhà bụng. Cho nên chúng tôi sửa lại cho mấy chú chó ở trong đó vì nó mát hơn.
Nhưng chú chó lớn còn trẻ, thích nghi được, có thể thích nghi được. Mấy chú chó già không thích nghi được. Với sự thay đổi thất thường, quá lạnh, quá nóng, mấy chú chó trẻ thích nghi được. Tôi bảo quý vị rồi, chó có thần thông. Nhưng không phải họ có thể dùng để giữ thân thể họ ấm hoài được hoặc mát hoài được. Thần thông không bao giờ bền lâu. Dĩ nhiên họ cũng có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp thôi. Hoàn cảnh cần thiết. Trong hoàn cảnh cần thiết, thậm chí chó có thể đi xuyên qua tường để ra ngoài được. Không có gì cản họ được. Chó của tôi đôi lúc cũng làm vậy. Thường là tôi đóng cổng để họ ở bên trong. Như thế an toàn hơn và mát hơn. Nhưng nếu chú muốn, tôi không biết chú biến mất thế nào, chú chỉ đi ra thôi. Nếu không muốn, chú rất lịch sự, chú nhờ tôi mở cổng. Và nếu tôi không mở thì một lúc sau, tôi không thấy chú ở đó nữa. Và chúng tôi đi khắp nơi tìm chú. Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra vì cổng vẫn đóng mà. Không có lối nào ra được, nhưng chú vẫn đi ra, chỉ như vậy. Thôi, chào nha. Chúng con mừng được gặp sư phụ. À, tôi biết. Chúng ta không làm gì quá mất cả. Chỉ là từ trường vui vẻ thôi. Họ hàng xóm nên mừng là có chúng ta ở đây, nên cảm thấy có may mắn và có phước với từ trường vui vẻ này. Đó là chưa nói tới sức gia trì, chưa gì hết. Vì từ trường vui vẻ rất tốt cho mọi người. Giống như quý vị, nếu đi dự lễ cưới hay nhạc hội và mọi người vui vẻ thì quý vị cũng cảm thấy khác, cảm thấy rất vui, đúng không? Dạ đúng. Cho dù không sống trong một chỗ nào đó, nhưng nếu đi đến căn nhà đó có bầu không khí vui vẻ từ trước giờ, mặc dù quý vị không biết rằng người ta đã vui tươi ở đó từ trước giờ rồi, quý vị cũng cảm thấy rất vui. Và sau đó có lẽ quý vị biết ra, ồ, trong nhà này đã từng làm cái này cái kia. Có vài đền thờ ở Ấn Độ hay Trung Quốc, nơi người ta luôn luôn đến đó với những ý nghĩ lạc quan, chỉ cầu nguyện khẳng định. Và khi mình ở trong đền thờ đó cũng vô cùng bình yên. Ngay cả người bình thường, mỗi ngày họ cầu nguyện và họ có lòng tin. Những từ trường khẳng định này luôn luôn có ở đó để gia trì cho những người tới viếng. Thành ra có người nói đền thờ này rất, nói làm sao, linh thiêng này kia. Có những điều như vậy. Và thậm chí những người đi đến Lourdes để lấy nước uống, họ tin chuyện đó. Và ai tới đó cũng tin. Vì vậy từ trường này bao bọc miền đất đó. Thành ra người ta đến cầu nguyện và thấy linh ứng. Do đó cho đến nay, người ta nên biết rằng chúng ta mang từ trường khẳng định đến vùng này. Họ nên biết. Thưa sư phụ, ngài trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ồ, không đâu, cũng già rồi. Cảm ơn quý vị. Cũng vui là trông đẹp hơn. Cô mới là đẹp. Tôi thích mái tóc của cô. Ồ, quý vị ở đây. Có thể lên đó nếu muốn. Mấy bạn cũ này có thể lên đó. Quý vị và mấy người đó. Lại đây, đi, đi trước. Ok, tốt, tốt. Ồ, mới hả? Người đại hàng mới tới. Dạ, đại hàng. Mấy người xuất gia đại hàng lên đây. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ quý vị biết rồi phải không? Tất cả người xuất gia ở với nhau. Và nếu không đủ phòng thì làm thêm phòng khác, hoặc quý vị đến ở gần nhà tôi thì có tâm Bồ Tát, thì quý vị ngang hàng với người xuất gia, giống nhau, không cần phải xuất gia với tôi. Ngang hàng nghĩa là cả hai đều có thể lên thiên đàng. Ở đó tôi sẽ phụng sự cả hai quý vị y như nhau, và tôi sẽ giúp tất cả quý vị như nhau. Nhưng đối với người xuất gia thật sự, như các sư đại hàng, họ xuất gia thật, quý vị phải tôn trọng họ. Thành ra tôi dành cho họ một phòng đặc biệt, để họ không phải đứng quanh quẩn và dùng chung phòng tắm với quý vị. Hiểu điều này không? Dạ hiểu. Cho nên tôi thậm chí có thể mở cửa nhà tôi cho họ. Vậy quý vị phải tôn trọng như thế. Hiểu ha? Dạ. Vì vậy họ không giống như quý vị. Giống nhưng mà không giống. Hiểu chứ? Họ luôn luôn nghĩ về tu hành.
Họ không có bạn gái, bạn trai làm vướng bận. Họ không nghĩ theo hướng đó. Vì vậy mà quý vị phải tôn trọng họ, đừng gây rắc rối cho họ. Thành ra tôi mới tách họ ra. Không phải là tôi phân biệt. Tôi không phân biệt giữa quý vị và người xuất gia, tôi chỉ tôn trọng lối sống của họ. Tôi bảo vệ họ để ít bị ô nhiễm hơn, tốt hơn cho họ. Họ không quen với điều đó. Họ không quen có quá nhiều người chen chúc xung quanh. Do đó tôi dành cho họ phòng đặc biệt. Đừng ganh tị, hiểu chứ? Gia hiểu. Hiểu không? Gia hiểu. Cảm ơn quý vị. Kính chào sư phụ. Tôi đâu ngờ rằng có nhiều người đến như thế. Mọi người cố gắng hết mình. Dạ.